Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Cái video này Nắng Ấm đã làm rất là lâu về cách wax lông dành cho các bạn gái. Và cái tiếng thì hôm nay mình sẽ record lại cho nó hay hơn. Tại mình làm hồi xưa thì cái tiếng record nó không có được hay. Và sau này có dịp thì Nắng Ấm sẽ làm một cái video mới về chủ đề này. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nha. Bước thứ nhất thì các bạn hãy cài tóc lên. Và trước khi các bạn wax thì các bạn hãy bôi phấn em bé. Thì Nắng Ấm sẽ wax vùng lip trước. Thì phấn em bé có tác dụng là để cho không có làm bị phỏng da, nhưng mà các bạn cũng không có cần phải bôi nếu các bạn không muốn. Thì các bạn cứ bôi theo bề mặt đó, rồi sau đó các bạn sẽ chét cái wax của mật ong lên và bắt đầu dùng vải để bỏ vào và wax thôi. Thì cái wax này khá là đơn giản, mình sẽ làm một cái video riêng nói về cái này, thì bây giờ bạn nào mà không biết thì coi nha. Thì sau khi wax thì lông nó dựng ra hơi đau nhưng mà lông nó rất là sạch. Thì mình sẽ dùng cái cây nhỏ hơn để wax cái phần lông phía dưới. Nếu mà bạn nào không có phần lông phía dưới thì cũng không cần wax. Thì cách này wax lông rất là hiệu quả, Nắng Ấm rất là thích. Thì mỗi lần wax thì mình sẽ wax lip và chân mày. Chân mày ở phía trên thì các bạn cũng cứ để cái wax ở phía trên, dùng miếng vải thì các bạn đè theo cái chiều hướng lông mọc, và mình sẽ giật ngược lại vào theo chiều hướng mà lông mọc ngược đó, thì nó sẽ đi hết lông đó, thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Mình cũng có thể cạo lông, nhưng cạo lông thì nó làm lông rất là cứng và sẽ không đẹp. Thì Nắng Ấm cũng wax ở phía bên chân mày luôn. Còn phía dưới chân mày thì cái vùng da đó nó hơi mỏng thì mình không có wax, mình chỉ dùng cái nhíp để nhổ. Thì theo đó thì mình dùng cái đồ cắt da mình làm nail đó mình nhổ. Thì cái này nó sẽ nhổ một lần được rất là nhiều lông, thì nó tránh đau hơn và nó cũng rất là tiện. Thì đây là cách wax của chân mày của Nắng Ấm. Sau khi wax thì các bạn sẽ dùng cái baby oil này để lau sạch hết những cái wax mà nó dính trên cái lông đó. Thì như vậy thì chút nữa mình rửa mặt đi sẽ rất là sạch sẽ. Video này mình quay rất là khá lâu nhưng mà bây giờ lòng tiếng lại cũng rất là vui. Kế tiếp là mình wax vào cái hai bên. Cái này thì những bạn nào có lông hai bên thì wax. Cái này thì Nắng Ấm lâu lâu mới wax một lần hai bên, chắc cũng 2 tháng mới wax một lần. Còn chân mày và lip thì mình làm 3 tuần một lần. Và bước cuối cùng là mình sẽ wax vùng nách. Thì mình có thể bỏ baby powder vô để tránh làm phỏng nách và sau đó wax. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Nắng Ấm nha. Nắng Ấm nhìn lại video này rất là vui và nhớ lại cái thời kỳ hồi xưa làm video. Cho nên mong các bạn ủng hộ và sau này Nắng Ấm sẽ xuyên ra những cái video làm đẹp. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại vào video sau.